Đi bắt mấy con cá các bạn ơi, nãy bơi cái xuồng đi mà không có đem đồ theo, không có đem cái bắt mớ cá bự quá các bạn. Có quan trọng là được con lươn. Lươn về xào lăn ăn là bá cháy các bạn. Bỏ xuồng á, giờ ra bắt nó. Bữa bắt được con cá màu hồng đó nè. Bắt về gọng luôn, nó dành ăn từ từ. Cái gỗ bỏ vô. Này nó chặn cống nó làm gì, nước nó không chảy được, nước nó thui. Làm cái cống ở trong các bạn, nó ngăn lại nó không cho nước ra.
đường này mà kho xã Nghệ ha, nước chấu môn rồi. Còn mấy cái chơi này quá trắng vô nó ở nó quậy chạy hết trơn, có cá lóc kiếm luôn. Bữa dở dớn bắt được con lươn các bạn, con này khoảng chừng hơn 2 lạng nha. Giờ làm kho xả Nghệ ăn các bạn, kho xả Nghệ ăn cơm. Cá chơi thì mình cho người ta hết rồi, mấy cá chơi bự bự cho hết rồi các bạn. Lươn này ăn là giàu dinh dưỡng. Xã Nghệ thì đây mình có trồng nghệ luôn các bạn, nghệ ớt rồi. Có bụi ớt rồi. Nhổ hết rồi còn trồng là mấy cái cây mới, trồng ngay bụi nghệ. Ngày lương mình bằng xong cái mình hái mấy cái khế các bạn, những muối mình xả ra cho nó sạch, cho nó sạch cái nhớt các bạn. Thì ở nhà mình có cây khế rồi, bắt đầu bây giờ bầm xả ớt nó các bạn. Lương mình ớt sẵn các bạn, tỏi ớt mình để bầm để sẵn luôn. Chút trưa nữa là mình kho cái là mình nấu được con mà mình ăn các bạn ơi. Giờ làm chuyện khác. Chào tất cả các bạn, giờ trưa rồi, mình kho lươn cơm các bạn ơi. Thì hôm nay mình ăn món là lươn kho xả Nghệ các bạn. Thì mình chuẩn bị hồi sáng rồi là mình băm tỏi nè các bạn, tỏi với xả. Còn lươn này thì mình ớt hồi sáng các bạn. Đây ăn lươn là đã không? Thì đơn giản các bạn ơi. Mình sống ở đây thật ra là nó yên tĩnh các bạn, nó im. Nó không có nghe tiếng xe chạy ồn ào, không có tiếng người. Coi như là trong này thì nó cũng như trong một cái ổ các bạn, trong một cái lung vậy. Mình bỏ tỏi vô mình xào các bạn cho thơm. Rồi bỏ xả vô luôn. Món này thì đơn giản các bạn ơi, không có gì là dễ làm lắm. Khi mình xào xả với tỏi thơm rồi các bạn, vừa thôi, đừng có bỏ lươn vô các bạn. Cho lửa lớn lên. Làm tới đâu là mình rửa tới đó các bạn.
mình xào cho con lươn á, cái thịt nó săn lên các bạn, mình ăn nó không có bị nghe mùi á, mùi tỏi, mùi xả nữa, thơm. Xào cho thịt nó săn lên, cái thịt nó mình kho, nó mình xào chả, thịt nó chắc, nó không có bở. Nhưng mà kho cá là cũng vậy các bạn, làm cho nó săn lên. Mình để lửa lớn các bạn, lửa lớn nó mới đủ sức nó săn cái lươn, nó bắt đầu săn rồi nè. Món này là ăn hết nồi cơm á, phải nồi cơm thịt xanh ăn mới được. Rồi mình cho cái nước mà mình ớp rồi xé các bạn, cho vô luôn. Xào cho nó thấm luôn các bạn, khăn cái thịt thấm luôn. Cơm mình xào cho thịt nó thơm lên các bạn, săn cái thịt hết lên luôn. Cái này mình cho vào một miếng, một ít nước lọc các bạn, ít thôi nha. Cho lửa nhỏ thôi các bạn, lửa tiêu riêu thôi. Hồi mình ốp là mình ốp hai muỗng nước mắm. Giờ mình thử lại các bạn.
cho một chút xíu đường, xíu muối. Món này mình làm nó cứng cứng á các bạn, nó mặn mặn tí á, ăn nó đỡ nó ngán. Cho mấy trái ớt lên nữa. Rồi xong rồi các bạn, có món ngon ngon lành nè. Mình nấu cơm, giờ nấu cơm. Cơm chín rồi các bạn, giờ là luộc rau nữa là xong. Đã quá các bạn, trên cả tuyệt vời. Giờ luộc cái rau lan các bạn, rồi ra đây là xong bữa trưa. Rồi chào các bạn, cơm chín rồi các bạn ơi, mời các bạn ăn cơm trưa với mình nha. Đúng ra thì cái món này thì mình không biết ăn với gì, nhưng mà ở nhà thì đơn giản các bạn, là mình có cái trồng rau lan á, luộc miếng rau lan lên ăn với cái này, lương xào sản nghệ các bạn, mê luôn. Mình ăn với nồi cơm thạch xanh, nồi cơm thạch xanh này ăn hoài không hết các bạn. Ăn xong rồi vô xem phim hoặc là nghe cái nhạc các bạn. Cũng có trồng ớt nè, có sẵn hết, không có thiếu gì các bạn. Này rau lan luộc. Rồi mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn. Cái lương mình xào ở xã nó thơm. Ăn thử miếng lương rồi sao nha các bạn. Lương đã. Rồi mời các bạn. Mình á, đi chơi thì mình khoái đi độc hành, rồi sống thì sống cũng khoái sống mình vậy các bạn. Làm như cái tuổi già càng ngày càng lớn tuổi á, chứ không có thích sơ bồ sơ bổn nữa. Thì có lâu lâu thì cũng ra cái chỗ đông vui. Còn ngày thì sống kiểu như ẩn giật các bạn, chứ không ở ẩn á, ở trong cái khu vực này. Thì trồng rau, trồng ớt, rồi bắt cá, bắt đập vớn, rồi trước nhà mình có xong á, đập vớn, rồi kiếm cá rồi ăn các bạn. Thì đa số là nó vô cá chê không à. Mà cá chê ăn riết nó ngán, lâu lâu mới được con lươn với con cá lóc, có khi được con ếch nữa các bạn. Ăn mà kiểu giờ review á, chích chích vậy nè.
là theo kiểu thưa các bạn, nhìn muốn ngon. Trắng nguyên ớt rồi. Mình có trồng rau đắng nữa các bạn. Rồi hôm nay ăn cái rau luộc, rau lang luộc ngọt lắm. Ăn xong rồi vô có phim. Rau ngon lắm các bạn. Ăn theo kiểu thưa. Mình cầm chén cơm mình dài vô miệng mình ăn luôn mới đã. Và ăn theo kiểu giờ dít dít này nè, kiểu Hàn Quốc. Đó. Lịch sự không? Nó cũng đã các bạn. Cái chả với cái tỏi á, xào lên thơm. Có một chén rồi các bạn. Cái nồi cơm này á, là vừa mình ăn nè, nấu là không tới một lon các bạn. Cơm nhiều quá không tốt. Chủ yếu là ăn rau các bạn. Cái này là con ăn được buổi chiều nữa nha, ăn thêm được buổi chiều nữa. Cái ớt này là ớt hiểm, ra cái màu nó không có đỏ các bạn. Trồng bầu, trồng mớp rồi, có dây mớp, có trái rồi. Để mai mua mực về trồng mớp rồi. Bữa mình ăn khoảng 2 chén cơm rồi các bạn. Những dĩa rau, có khi ăn rau sống, có khi ăn rau luộc, trồng rau đắng cải mầm nữa các bạn. Sống mình tự do tự tại các bạn. Tới đây tạm dừng các bạn ơi, tạm dừng dọn dẹp xong rồi vô nằm coffee chút xíu rồi ngủ.